Xin chào quý vị và các bạn, nếu như cách đây khoảng tầm 1 tháng thì chúng ta đi tới đâu cũng thấy những thông tin về S8, S8 Plus. Thì đến thời điểm cận kề ngày mở bán lại chiếc Samsung Galaxy Note 7 hay còn gọi là chiếc Samsung Galaxy Note FE thì nó cũng làm cho anh em rất là ngóng chờ. Nếu các bạn muốn trở thành một trong những người sở hữu Note 7 R hay còn gọi là Note FE sớm nhất thì hãy nhanh tay click vào link đặt hàng mình cho ở phía bên dưới, hoặc cũng có thể truy cập website XT Mobile với giá dự kiến vào khoảng là 10 triệu đồng cho phiên bản Hàn Quốc. Và sau đây sẽ là một số lưu ý dành cho các bạn trước khi đặt hàng với sản phẩm này. Thông tin đầu tiên đó là trước đây đã có một số đồn đoán cho rằng chiếc Samsung Galaxy Note 7 khi sửa và mở bán lại sẽ có tên gọi là Note 7 R, nhưng không phải, tên gọi chính thức của sản phẩm này sẽ là Samsung Galaxy Note FE, viết tắt của từ Fan Edition dành riêng cho các fan của dòng Note nói chung và các fan yêu thích Samsung Galaxy Note 7 nói riêng. Thứ hai đó là các sản phẩm Samsung Galaxy Note FE này sẽ không được bán chính hãng tại Việt Nam. Đây là thông tin chính thức được xác nhận bởi ông Nguyễn Chí Thông, giám đốc truyền thông của Samsung Vina. Lý do Samsung Việt Nam sẽ không bán sản phẩm này đó là vì giải sản phẩm của Samsung tại thị trường Việt Nam của chúng ta đã quá rộng. Thế nên việc bán lại các thiết bị này là không cần thiết. Và theo mình nghĩ, nếu như Samsung Việt Nam mở bán lại các thiết bị này thì sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đến những chiếc Samsung Galaxy cá voi. Vậy nên nếu như các bạn muốn mua cho mình những chiếc Samsung Galaxy FE thì bắt buộc các bạn sẽ phải mua dưới hình thức máy nhập khẩu tại các chuỗi hệ thống bán lẻ như XT Mobile. Thứ ba, với những chiếc máy phiên bản Hàn Quốc xách tay về thị trường Việt Nam, chúng ta có sử dụng được 2 SIM hay không? Thì câu trả lời mình dành cho các bạn đó là có. Có thể các bạn đã biết về thông tin những chiếc Samsung Galaxy S7, S7s phiên bản Hàn Quốc đã có thể lên được 2 SIM bằng cách chỉnh sửa lại phần mềm và thêm một email cho khách SIM thứ hai. Do những chiếc máy từ Samsung Galaxy S7 trở đi phiên bản chạy vi xử lý Exynos đều có sẵn 2 khách SIM, chỉ có điều là do những nhà mạng Hàn Quốc chỉ cho phép chúng ta sử dụng một SIM, thế nên Samsung đã không cấp email cho khách SIM thứ hai, khiến cho chiếc máy không thể nhận được chiếc SIM này. Trên những chiếc Samsung Galaxy Note 7 Hàn Quốc mã N930 hiện tại thì cũng đã có giải pháp để lên 2 SIM và XT Mobile cũng là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp này, và mình tin trong tương lai những chiếc máy Samsung Galaxy FE đến từ thị trường Hàn Quốc chắc chắn sẽ lên được 2 SIM. Và các bạn đang có nhu cầu lên 2 SIM cho những chiếc máy S7, S7s hay Samsung Galaxy Note 7 Hàn Quốc thì có thể đến tại XT Mobile để được hỗ trợ. Thông tin cuối cùng mình muốn gửi đến cho các bạn đó là chiếc Samsung Galaxy Note FE của chúng ta sẽ có 2 phiên bản pin. Một phiên bản sẽ sử dụng quả pin là 3200mAh dưới dạng máy tân trang, còn một phiên bản sẽ được sử dụng quả pin là 3500mAh dưới dạng máy được sản xuất mới 100%. Và các bạn sẽ lo ngại rằng quả pin 3200mAh sẽ ảnh hưởng tới thời gian sử dụng thì đó là điều hoàn toàn đúng. Nhưng nếu mà các bạn đã sử dụng qua chiếc Samsung Galaxy Note 5 thì các bạn có thể biết là Note 5 chỉ có quả pin là 3000mAh nhưng vẫn cho chúng ta một thời gian sử dụng pin là cực kỳ tốt. Vậy nên nếu như các bạn muốn có một chiếc máy an toàn thì nên chọn phiên bản dung lượng pin là 3200mAh, còn không thì có thể lựa chọn phiên bản là 3500mAh. Các cụ có câu liều thì ăn nhiều mà. Có lại chiếc máy chúng ta vẫn gần như được giữ nguyên về màn hình thì vẫn có kích thước là 5,7 inch với độ phân giải là 2K. Camera trước sau lần lượt là 12 chấm và 8 chấm. Chúng ta vẫn sẽ có tiêu chuẩn chống nước là IP68 cảm biến bóng mắt. Có thông tin cho rằng chiếc máy sẽ được thay thế sang sử dụng vi xử lý Exynos 8895 đã xuất hiện trên chiếc Samsung Galaxy S8. Nếu đây là sự thật thì Samsung Galaxy Note FE sẽ là một chiếc máy vô địch trong tầm giá khi mà XT Mobile đang cho đặt trước với giá dự kiến khoảng 10 triệu đồng. Và đó là bốn thông tin mà các bạn cần biết về chiếc Samsung Galaxy Note FE trước khi quyết định đặt mua sản phẩm này. Còn bây giờ các bạn hãy bấm vào like nếu thấy video hay, share nếu thấy nó hữu ích và bấm subscribe để ủng hộ video mình trong thời gian sắp tới. Mình là Viên Trần của XT Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.